Thưa quý khán giả, khỉ Việt Nam sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau khi hai bên ký kết nghị định thư về xuất khẩu khỉ nuôi nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ngày 29 tháng 7, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo với Cục về việc đồng ý với mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu khỉ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Để xuất khẩu khỉ sang Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu cần đăng ký để Cục Thú y tổng hợp, xác nhận và gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét quyết định. Khỉ xuất khẩu sang Trung Quốc phải là khỉ nuôi, không phải hoang dã, được sinh ra hoặc nuôi nhốt ít nhất 2 năm ở Việt Nam. Trước khi xuất khẩu, khỉ đã qua kiểm dịch tại trang trại gốc và được cách ly 30 ngày tại địa điểm kiểm dịch được phía Việt Nam phê duyệt. Ngoài ra, khỉ xuất khẩu không mắc một số bệnh theo quy định. Khỉ xuất sang Trung Quốc chủ yếu dùng trong nghiên cứu khoa học, là nguồn thử nghiệm các loại vaccine cho con người. Trên thị trường Mỹ, mỗi khỉ đuôi dài giá từ 50.000 đô la Mỹ. Trước khi xuất khẩu chính ngạch khỉ qua Trung Quốc, Việt Nam có 14 mặt hàng được phép xuất khẩu chính ngạch khác, gồm tổ yến và sản phẩm từ tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, thạch đen, dải, chanh dây và sầu riêng.